hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ hôm nay xin chào cô ạ. À. Xin chào. À, dọn về chỗ mới rồi. À, dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ, chỗ mới đâu chú? Kế bên chỗ cũ. Ok, hôm nay là ngoài trời đang mưa. Ngồi ở trong nhà thì có hai người. Á, à, gì con? Chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác. Hôm nay trời mưa nên thèm ăn chè. Có hai người. Có hai người. Nấu đồ ăn chống ốm. Tỷ nấu gì tỷ? Nước dừa hả? Nước dừa, chè đậu xanh nước dừa, nước táo. Trời ơi. Gì đây? Cái này là gì? Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh nha. Nên ăn chè không Linh? Linh biết ăn chè này không? Ăn thử không? Ăn thử nha. Nha. Nấu gì vậy? Hả? Nói gì? Nóng nóng nóng. Chu cái mỏ đụng vô đây là phù cái mỏ liền, thấy không? Phù mỏ luôn á. Nó lạnh nát tiên. Sao nát tiên được đậu xanh đó? Nóng đi em không có đâu. Cái máy hôm qua làm cái keo bông gòn đây. Hôm nay em rửa lại. Đó. Thôi xin xáo. Chút nữa Linh cho làm cho Linh ăn nha. Đây. Xin xáo. Ủa? Có rồi kìa. Có rồi mình cắt nhỏ mày đó. Mà mình hết nước cốt dừa rồi hả? Cuối tuần này chợ Sài Gòn nó sale á. Xin xáo này là mình mua như vậy. Để tiện mình cắt ra mình ăn thôi. Cái này là made in Taiwan. Miễn sao là không có made in China là được. Kiểm tra nha, đó. Nước dừa. Đậu xanh. Cái này nước đường hả tỷ? Ok rồi, nãy ba bấm chưa? Bấm timer ha. Don't touch nha con, đừng đụng vô nha. Rồi, wow. Nước dừa nấu lên nhìn hấp dẫn quá ha. Rồi, mẹ làm gì vậy? Mẹ cắt hả? Cắt xương sáo. I want ice cream. Chút nữa mới làm cho. Đó, mình nhìn ngoài trời cũng đang mưa đó quý vị. Ngoài trời đang mưa, râm râm. Look. Nothing inside here, right? Úp. Sai vậy. Ok rồi, lại trái mẹ đi. Cái loại vitamin C này nó có bán nhiều nơi lắm mà muốn mua mà số lượng nhiều thì vô cái Costco thì nó sẽ có nhiều mà giá rẻ. Ok, uống này hàng ngày á, ở nhà Lộc á, ba mẹ với lại Lộc, Loan với lại Gia Linh với lại Hiếu thường hay uống cái này vitamin C đó. Rồi có cái này nữa là chất sắt, uống này một ngày một viên thì nó bảo đảm cho mình có chất sắt trong người. Ok đó. Cái này nè. Cái còn này, cái này á, là cà phê của mẹ. Cà phê của mẹ. Ơi. Thiên tô luôn mà còn tiết kiệm nè. Vừa thấy. Nước dừa hay gì vậy? Đậu xanh. Ồ đậu xanh hả? Trời ơi hết sảy hết sảy. Cái này bỏ miếng có bỏ miếng muối, miếng đường với miếng nước cốt dừa phải không? Hai ông giỏi không? Nếm là biết có gì trong đó liền. Ăn thì giỏi lắm. Nhưng mà làm là hên xui. Có khán giả thì mẹ nói mà Linh cười. Biết gì không mà cười hả?
ở nhà thì có chuẩn bị sẵn mấy các loại thuốc, lỡ mà có bị flu hay gì thì có sẵn. Này, Tenafru. À, nó có sẵn nè, thuốc Tenafru. À, cái này là Linh thích ăn lắm nè. Giờ Linh thích ăn lắm. Cái này là giống như chocolate vậy đó, chocolate vậy. Lâu uống nhiều thuốc nè. Cái này collagen là để cho dưỡng nhan. Cái này là Mufri là bổ xương đó, với lại mình lớn như những cái phần chất nhờn trong mấy cái khớp xương mình nó không có nhiều nữa thì mình uống nó để bổ sung cái chất nó. Vitamin D. Vitamin E. Vitamin hair and nail. Calcium. Rồi cái thuốc Ginseng này là tạo chất kháng thể mình rất là cần thiết trong cái mùa này. Yes, với các cà phê. Mỗi ngày. Vitamin C này nữa. Với cái cà phê. Buổi sáng là một cái cà phê Gia Linh nhắc. Trời ơi, quay đi thấy ghê quá vậy, một ngày uống nhiêu đây thuốc nè. Còn cái này là của bé Gia Linh. Bây giờ một ngày là bé Gia Linh uống cái này, với lại uống cái si này, với lại uống thêm một ly nước cam vắt. Gia Linh nói gì quá à. Nó uống gummy này nè, cái si này, với lại một ly cam vắt, hay là một trái cam ăn vậy đó. Đó là còn bổ sung thêm những cái món đồ ăn nhẹ này nữa nè. Đồ ăn ít có tăng cân nè. Nhìn thuốc không thấy là sợ. Cái Amin là mình mua Amin sống về, xong rồi cái mình nướng lên trong cái lò, trong cái lò nướng. Một đống thuốc. Uống trong vòng ngày, như uống mình phải uống hình như 6 viên. Nếu mà cộng luôn với vitamin C, với lại cộng với lại mấy cái thuốc mà hair and nail đó, là phải uống khoảng 10 viên cái thảy. Một ngày uống 10 viên thuốc. Okay. Đó, ngoài trời đang mưa lâm râm đó, quý vị thấy không hả? Hello Gia Linh. Quay đây nè, Tinh ơi. Đây là cái phòng chơi nhỏ của Gia Linh ở đây. Linh đang làm gì con? Đây, làm cho ông ngoại ngồi. Làm gì cho ông ngoại? Mấy con này là con gì vậy? LPS. LPS. Ngon, mấy cái này được chơi của Linh này đó. 8 tuổi rồi còn chơi được chơi. Ba đó hả? Ngủ. Ba ngủ hả? À, con có đeo cái dây chuyền đẹp quá ta. Ngoại cho hả? Đâu cầm lên cho ba coi con nè. Con đâu? Trời ơi. Có cái bông này đẹp quá, đâu có vậy? Bà ngoại. Sao bà ngoại đẹp quá? Sao ngoại đẹp dữ vậy? Ủa sao ba ngủ hoài vậy Linh? Ba ngủ lên khóc. Lên cái couch hả? Linh, sao Linh có cái bông đẹp quá vậy? Đâu vậy? Lấy. Hả? Bông ở đâu? Bông ở đây. Đâu không có? Không có biết đâu. Ai làm cho con vậy? Mẹ. Ồ, mẹ làm rồi con gắn lên đó hả? Dạ. Đẹp quá. Đây là cái phòng nhỏ nhỏ của ở nhà để mà sinh hoạt buổi tối á, đỡ buồn. Phòng này đúng ra là nó là cái phòng theater room, là phòng mà có phim. Cái chỗ mà mỗi tối buồn buồn mà bị nhốt trong nhà để ngồi nhâm nhi chút xíu bia hay chút xíu rượu mà. Chỗ này. Cái này, cái xe này là lúc kỳ Lộc với Loan đi vô Tizimac Home á quý vị. Thấy nó bán có rẻ lắm. Dễ thương á, 150 đồng. 150 đồng.
Đó, cái này là mình để được mấy chai rượu nè, đó, thấy không? Để, hình như là để bữa Lộc để đầy á. Bữa Lộc để đầy á mà chỉ 2 3 tuần mà bị cấm dịch á, bị ở nhà đó là nó dơ đi bớt. Cái này là quà của hai anh chị bạn mà thân giống như là anh chị kết nghĩa luôn á, tặng cho Lan với Lộc nhân kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Uống hoài giá trị quá, không dám uống luôn đó. Chân thôi à, chứ không có dám uống, không biết tới chừng nào mới khui ra uống. Chắc hết dịch đó, hết dịch mình khui ra mình uống quá. Chắc vậy quá, phải vậy thôi. Hết chừng nào hết dịch đó khui ra uống cái mời quý vị mỗi người chúng ta nhắm môi cái ạ. Ok. Đây là cái theater room nè, sao Lộc cũng bấm thử cái màn Ok hình đây. xuống. Cái theater room của Lộc thì Lộc mua đồ lập chế thôi chứ không phải là thiệt nha. Nó không phải là cái theater thiệt nha. Lộc có remote. Đây cái remote của nó này, Lộc bấm xuống thì cái màn hình nó sẽ chạy xuống. À đó. À, thì Lộc có thiết kế âm thanh đó là 7.1 là 7.1 á. À. Đó. Đó. 7 nè. À, cái center nằm đây. Còn cái sub nằm đây. À, cái sub nằm đây. Có cái này cũng hay. Cái tủ lạnh này nè. Để Lọc đẩy nước nó lúc nào nó cũng giữ lạnh cho mình hết. Mà nó giữ điện ít lắm nên mình không có sợ tốn điện. À. Mình có thể mình tăng tăng nhiệt độ. Thì thấp nhất là hình như là 51 độ thì phải. À đúng rồi. Thì ngồi ở đây thì tối buồn buồn rảnh rỗi. Mấy máy phóng. Ok, để ba mở lên. Đây là cái máy phóng. Máy phóng này nó gần xịt ta. Ví dụ như cách khoảng chừng 1,5 m thôi. Chừng 1,5 m 2 m thôi mà nó phóng tới được 120 inch. Đó. Hả? Giờ này thì mình không không mở lên. Mở lên không sáng đâu, hình như để mở lên cho quý vị coi ta. Ở đây là cái giếng trời quý vị, cái đèn trời đó. Mình có sẵn nên mình không có cần mở đèn đó. Buổi buổi giờ này thì cái ánh sáng nó không có được rõ, buổi tối á, thì cái này nó nổi rực lên đẹp lắm đó. Thì đó màn hình nó tối mình coi phim ở đây nè. Ở đây không gian nho nhỏ để mà ở nhà hưởng thụ mấy ngày dịch khỏi cần phải ra rạp chiếu phim, nhưng mà cũng 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 coi cũng ok lắm, tại mình coi phim âm thanh surround sound đó, âm thanh nó hay, nghe y như thiệt luôn vậy đó, nghe giống như là trong rạp hát vậy đó. Ok, bấm lên nha, bấm lên đi, con gái nó có ánh sáng nó chơi. À, Linh ơi, có ánh sáng cho con rồi đó. Cảm ơn ba đi. Rồi. Hello, xin chào mọi người. Bảo Lộc với Hồng Loan xin kính chào quý vị. À, mới ăn xong ly chè hình như mọc lên chút. Phung phính. Thưa quý vị, bây giờ là 3:30 chiều của ngày 10 tháng 4 năm 2020. Hồng Loan xin thông báo đến quý vị ca bệnh ở Mỹ của chúng ta bây giờ đó là 500.879 ca bệnh. Số người chết là 18.637 và số người được chữa khỏi là 27.239 người. Như vậy là từ ngày hôm qua đến bây giờ là theo thông báo của Hồng Loan đến với quý vị là 25 tiếng đồng hồ là khoảng 36.000 mấy trăm người. 36.000. Và số lượng người chết đó là tăng 2.100 người, và số lượng người recover thì tăng được cũng 2.100 người. Thôi không nói đến cái tình hình tăng nữa thì chúng ta cũng biết là nó là như vậy ha. Mình chỉ hy vọng là sau cái lễ Easter thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì cũng theo như người ta dự đoán là 2 tuần lễ đó, bây giờ chúng ta đã trải qua hơn 1 tuần rồi, bây giờ còn có vài ngày nữa thôi, chúng ta cố gắng
cố gắng đừng có được focus vô những cái vấn đề mà nó không vui đó nữa. Để mà dài hôm nữa thì trời sẽ sáng hơn. Mấy hôm nay thì Cali vẫn còn mưa tầm tã, cho nên trời cũng còn buồn lắm. Thì mưa cho tới ngày Chủ nhật luôn. Thì hy vọng sau ngày Chủ nhật, sau ngày lễ Easter thì mọi vật sẽ hồi sinh, tất cả sẽ sáng lại hết ha quý vị. Hồng Loan mong điều đó sẽ xảy ra. Thấy hồi sinh rồi đó, nãy giờ ngoài đường xe chạy cũng nhiều á, có gì nhìn thấy không? Nó xe chạy đã nó. Một số công ty thì người ta vẫn phải làm việc. Cái giờ này là cái giờ cao điểm mà người ta đi làm về đó. Con đường này là cái giờ này là giờ đông nhất, nhưng mà khoảng chừng sau chừng một tiếng đồng hồ sau là buổi chiều thì nó sẽ vắng đi rất là nhiều. Buổi tối là bắt đầu từ khoảng 7 giờ là hình như là không còn xe chạy nữa. Nhân đây thì chúng ta cũng có được một cái tin vui từ cái nơi mà họ đang nghiên cứu về vaccine đó quý vị. Thì chỗ này đó là của công ty Inovio, là của ông Bill Gates, ổng hỗ trợ để mà chế cái vaccine này. Thì bây giờ người ta đang tuyển 40 người khỏe mạnh để mà họ cho thử vaccine. Có nghĩa là họ đã thử qua chuột, qua thí nghiệm hết rồi. Và kết quả khả quan thì họ cho thử ra người. Thì họ sẽ thử trên 40 người và mỗi người sẽ nhận 2 liều vaccine cách nhau 4 tuần. Có nghĩa là khi vô thì sẽ một liều vaccine và sau 4 tuần thì sẽ một liều vaccine nữa. Thì chúng ta hãy chờ đợi khi họ bắt đầu thử cho tới 4 tuần sau và thử một lần nữa thì chúng ta sẽ biết được cái kết quả nó có khả quan hay không. Thì họ cũng nói là sẽ cố gắng hết sức để mà chế tạo và thử nghiệm trong cái thời gian ngắn nhất để đưa vaccine ra để mà tiêm chủng ngừa cho tất cả mọi người. Một tia sáng mới đã lóe lên, một cái hy vọng mới. Mong rằng cái thử nghiệm này thành công để mà chúng ta có được cái vaccine để mà qua được cái cơn đại dịch này. Dạ, Hồng Loan cũng chia sẻ với quý vị đó là rất là nhiều nơi đang ráo riết để mà thử nghiệm rất nhiều loại vaccine cũng như là thử nghiệm rất nhiều loại thuốc. Thì chúng ta hy vọng một ngày rất gần nó sẽ có. Mọi người nói là mình phải lạc quan lên, phải cố gắng. Thì Hồng Loan cũng mong muốn tất cả quý vị chúng ta hãy lạc quan. Hồng Loan không muốn nói đến những cái vấn đề tiêu cực trong ngày hôm nay nữa nha quý vị. Và một cái điều vui nữa đó là các hãng máy bay đó, họ sẽ free vé cho những người tình nguyện viên bay qua bên New York hoặc là qua những cái nơi mà tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nhất. Họ sẽ free vé để những người đó họ đến nơi để mà giúp đỡ cho cái cộng đồng y tế hiện tại bây giờ ở những nơi đó. Một điều cũng rất là đáng mừng. Và riêng ở California đó thì những người bác sĩ cũng như là y tá đó nhiều khi họ làm việc mệt quá mà thời gian nghỉ họ không có được bao nhiêu hết. Thì hết ca làm họ ra xe họ ngủ. Họ ngủ xong rồi tới giờ họ lại quay vô để làm việc tiếp. Thì ông thống đốc của tiểu bang đó biết được là có những cái khách sạn đó họ giống như là họ discount rất là nhiều để cho những người đó ở. Thì ông bỏ ra một cái số tiền để mà thuê lại những cái khách sạn đó và cho những người bác sĩ y tá họ làm việc xong họ chỉ ra đó họ nghỉ ngơi để họ có được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn và mọi thứ là free hết. Wow, thì cũng đỡ quá ha. Yeah. Và Hồng Loan cũng nghe được mới vừa tức thì đây thôi. Thì ở trên quận Los Angeles đó, họ đã yêu cầu tất cả các công ty sẽ đóng cửa cho tới ngày 15 tây tháng 5. Vào mấy tuần trước thì họ nói là tới ngày 30 tháng 4. Nhưng mà tới ngày hôm nay là đã dời thêm 2 tuần lễ nữa. Bởi vì cái tình hình nó cũng còn quá căng thẳng thưa quý vị. Thì hôm bữa có nghe nói là cái đỉnh điểm của dịch này đó là nó là ngày 14 tháng 4, nó 15 tháng 4. Thì họ dời thêm một tháng nữa để cho mọi cái thứ đều ổn hết rồi họ mới dám cho làm. Người tính mạng con người trên hết. Dạ, người ta cũng dự đoán là đỉnh điểm là sẽ là ngày Chủ nhật này. Phải qua, phải vượt qua. Và nếu đã gọi là đỉnh điểm thì sau cái ngày Chủ nhật
thì chúng ta hãy cố gắng đi Chủ nhật. Chủ nhật đó là ngày 12, rồi Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó, những cái ngày đó đỉnh điểm, và hy vọng là sau đó là bắt đầu nó sẽ giảm xuống. Ha quý vị ha. Hồi cố gắng từ giờ coi như là Hồng Loan chuẩn bị hết đồ ăn này nọ ở nhà trong vòng một tuần rồi. Ngày hôm kia đi chợ rồi mình chuẩn bị hết rồi, đó là không có đi đâu ra ngoài hết. Cho nên chúng ta hãy cố gắng ở nhà một tuần nữa nha. Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng. Với lại hôm bữa có Lộc có nói, nhưng mà hôm nay Lộc nhắc lại là ngày 12 tây tháng 4 này là tất cả các chợ đều đóng cửa. Dạ, chợ của Mỹ. Chứ chợ Mỹ. Việt Nam thì vẫn mở cửa nha quý vị. Có thể nhiều khi chúng ta cần thiết cái gì đó, chúng ta có thể chạy ra chợ Việt Nam. Nhưng mà cái đó là ở khu vực OC thôi. Chứ còn những quý vị ở những tiểu bang khác thì cũng khó lắm. Cho nên Hồng Loan với Lộc nhắc quý vị là nhớ có thức ăn, để cái ngày Chủ nhật chúng ta có đầy đủ đồ ăn ở trong nhà, cùng gia đình ấm cúng trong cái ngày lễ Easter ha quý vị ha. Easter trong nhà. Và Hồng Loan cũng thấy được là có một cái website là OC Free Meal. Cho nên là Hồng Loan sẽ đưa cái website này đến cho quý vị. Nếu mà chúng ta cảm thấy mà thiếu thốn, cần thức ăn cho gia đình, cần thức ăn cho con cái, thì chúng ta có thể vô cái website này là mình coi cái địa chỉ ở đâu để mà chúng ta đến nơi chúng ta nhận thức ăn free nha quý vị. Nhận thức ăn free thì hiện tại giờ mấy cái trường học vẫn còn cho học sinh Dạ, mà những trường học mà vẫn cho thức ăn free cho con em của mình. Ở Fountain Valley thì cái tuần lễ sau nó sẽ là Spring Break, cho nên cái tuần lễ sau thì sẽ không có thức ăn free cho các em. Cho nên quý vị nhớ tuần lễ sau là Spring Break, tùy theo mỗi học khu thôi. Có lẽ là học khu Westminster với lại Garden Grove này nọ thì đã qua cái mùa Spring Break rồi. Fountain Valley lúc nào là cũng chậm nhất, cho nên tuần tới là cái tuần Spring Break của Fountain Valley sẽ không có thức ăn cho các con ha quý vị. Nhìn mấy cái video mà mấy em rồi mấy con lại lấy đồ ăn, thấy thương thầy cô giáo lắm. Mấy thầy cô giáo gói từng túi riêng cho từng học sinh. Yeah. Mà không chỉ là mình là học sinh của trường đó, mà bất cứ trẻ em nào, trẻ từ em 18 nào, tuổi trở xuống. Nhìn cái lứa tuổi đó, trẻ em là người ta đưa được đồ ăn ăn thôi. Hôm trước Hồng Loan có nói là ở bên New York đó, họ nghĩ đến việc là đào rãnh mà chôn rất là nhiều cái hòm ở trong một cái rãnh như vậy đó. Thì ngày hôm nay họ áp dụng bằng cách là lúc trước á, những cái xác mà vô thừa nhận không có gia đình đó, thì họ sẽ để ở trong nhà xác 3 tháng. Sau đó họ mới đem lên cái vùng đó gọi là Heart Island. Họ chôn ở trên đó. Một cái đảo riêng đó. Và bây giờ thì họ đã thay đổi, có nghĩa là không phải là 3 tháng nữa mà là 14 ngày. Sau 14 ngày, tất cả những cái xác mà không được thừa nhận, không có thân nhân thì sẽ đem lên cái đảo đó và chôn, sẽ đào những cái rãnh rồi chôn chung trong những cái rãnh đó, vẫn có hòm đàng hoàng nha quý vị. Thì tất cả mọi bệnh nhân chết vì COVID hay là không phải gì thì cũng phải áp dụng vô cái trường hợp đó. Thì những người nạn nhân chết mà có thân nhân đến thì hiện tại bây giờ thì cũng báo cho thân nhân và họ đem cái đó họ đi thiêu liền, chứ không có làm lễ gì hết. Thiêu liền và người thân nhân lấy cái tro cốt về thôi. Và họ có một cái dự tính rằng nếu như lượng người chết mà 20.000 người một ngày thì tất cả phải đem lên cái Heart Island đó chôn hết. Rồi sau cái cơn dịch bệnh này qua đi thì thân nhân sẽ đến để mà làm việc với lại họ để mà nhận xác hay là như thế nào đó. Bởi vì tình hình bây giờ là không còn chỗ để xác người nữa. Tất cả cái nhà xác là kín hết rồi. Và những cái xe tải đông lạnh cũng đã kín hết rồi. Rồi những cái nhà xác mà dã chiến ở bên ngoài đó cũng không còn chỗ nữa. Cho nên bắt buộc chính quyền địa phương phải làm cái công việc như vậy. Nhưng mà Hồng Loan thấy cũng đỡ một điều là nếu mà có đem chôn thì sau đó chúng ta cũng có thể đến để mà xin nhận xác người thân về.
Và hiện tại bây giờ thì các bệnh viện cũng đã quá chật chỗ, cho nên chính phủ khuyến khích là nếu mà chúng ta bệnh, người nào mà bị bệnh thì sẽ về nhà tự trị bệnh, họ cho cách mình tự trị bệnh và họ sẽ theo dõi cái thở của mình. Nếu như mà trường hợp mình cảm thấy mà chừng nào mà thấy mà khó thở thì liên lạc để mà vô cấp cứu, để mà có được cái máy thở để thở. Thật sự thì lúc mà mấy ngày đầu, có những người mấy ngày đầu thì cũng không có cần mà sử dụng tới cái máy thở đó, thì vẫn nằm ở trong bệnh viện nhưng mà cũng không cấp cứu, không làm gì hết. Thì thôi thì ở nhà nhiều khi mình cũng có thể tự chăm sóc nó chu đáo hơn, trong khi tình hình ở bên đó bây giờ bác sĩ y tá họ cũng quá bận rộn rồi. Mà cũng có những người họ qua được cái giai đoạn đó, họ qua được cái 4-5 ngày mà căng thẳng nhất đó thì lại hết bệnh, tự chữa ở nhà vẫn hết bệnh. Thì Hồng Loan có nghe bác sĩ đó là nói chúng ta đó, khi mà chúng ta tự chữa ở nhà đó thì chúng ta nên nằm cái chỗ nào mà có cửa sổ và mở cửa sổ ra cho thoáng, bởi vì chúng ta cần cái không khí rất là nhiều. Nhiều khi mình mệt quá mà cửa phòng đóng kín, mình không thể nào mà bò tới mà mở nổi cái cửa sổ hết. Và lúc đó gia đình mình thì cũng phải cách ly, không ai ở gần mình hết. Cho nên tốt nhất là chúng ta để cái giường kế cửa sổ và cửa sổ mở ra để chúng ta có đầy đủ không khí trợ giúp cho cái phổi mình lúc đó. Và nước cam nha quý vị, lúc nào cũng phải có một bình nước cam ở kế bên, uống liên tục, uống liên tục. Và khi nào mà chúng ta ngủ được, ngủ càng nhiều càng tốt. Càng ngủ nhiều, cái kháng thể nó sẽ tạo ra nhiều, và uống nước cam nhiều để có vitamin C. Có những người đó họ chỉ cần nằm cửa sổ, hít thở không khí, cố gắng hít thở và uống nước cam nhiều, ngủ nhiều. Ngoài ra phải cố gắng ăn nữa, gia đình phải tiếp tế thức ăn cho bệnh nhân thì mới có đủ sức để vượt qua. Có rất nhiều người đã tự vượt qua được cái căn bệnh này là nhờ như vậy, thưa quý vị. Sức đề kháng của mình nó mạnh đó, nó mới tiêu diệt cái con virus đó. Dạ, như hồi nãy Hồng Loan có đưa quý vị xem những cái thuốc đó, thì quý vị hãy cố gắng lên online mình order cái thuốc Zinc C. Cái thuốc Zinc C đó rất là quan trọng để mà tạo kháng thể cho cơ thể mình. Thì cái thuốc đó Hồng Loan cũng được một cái anh bác sĩ đó ảnh chỉ để mà mình mua về cho gia đình mình uống trong cái thời gian này thôi. Chứ bình thường Hồng Loan cũng không có uống cái đó. Bây giờ thì phải uống, là mua về thì cả nhà mình cũng uống. Hồi đó thấy mấy người lớn tuổi mỗi lần mà uống thuốc á, uống bụng thuốc vậy nè, nói trời ơi cái gì mà uống dữ vậy. Thì giờ tới lượt mình cũng tới tuổi rồi. Ngày một uống một bụng thuốc về nè, chắc gì Linh nó cũng nói trời ơi uống gì dữ. Như Gia Linh giờ mỗi ngày Hồng Loan cũng bắt Gia Linh phải ăn là 3 cục C rồi 3 cục gummy, rồi uống thêm nước cam, nước tắc hoặc là nước chanh nữa. Thì đó thì cũng để tạo kháng thể, mặc dù là không có đi đâu ra ngoài đường hết. Có một chuyện nữa là có nhiều người ta hay ngoan cố, thì trong khi mà cái lệnh cấm tất cả các cơ sở business nó đều đóng cửa hết, thì một anh chàng hớt tóc ở Mississippi, ông vẫn mở cửa và ông vẫn làm, thì ông đã qua đời. Thì đó, trên báo chí với lại news của Mỹ cũng có nói nè, gia đình nói là ảnh bình thường thì ảnh mới đi làm, thì chỉ vài bữa sau thôi là ảnh phải nhập viện và ảnh qua đời. Trời ơi, nó bởi vì người ta đưa ra cái lệnh là tình hình nó căng thẳng lắm rồi, người ta mới đưa ra những cái lệnh như vậy, thì chúng ta cố gắng chấp hành. Đi kiếm tiền thì giờ thôi cố gắng, sau khi cái dịch nó qua đi rồi mình kiếm tiền, phải không quý vị? Sinh mạng là quan trọng nhất mà. Nhiều khi ỷ y quá không có được. Mà anh này là người da màu. Mà theo thống kê người ta nói là cái người da màu á, da đen á, là thường hay nhiễm bệnh. Dễ nhiễm bệnh hơn là những người Á Châu, những người mà da trắng, da sáng. Thì cái tỷ lệ mà người da màu nhiễm bệnh cao hơn. Nên người ta lấy cái thống kê đó mà người ta nói. Thì đa số những người mà mất đi cũng là da màu. Anh này cũng là một người da màu.
Hôm trước Lộc có chia sẻ với quý vị về cái máy ATM mà cho gạo của người nghèo ở Việt Nam á quý vị. Vậy mà có những người không có cần thiết trong cái lúc này mà họ dẫn đến để mà họ lấy cái phần gạo đó. Trong khi á, quá nhiều người người ta chở bao gạo đến để mà người ta quyên góp vô cái chỗ đó để cho gạo người nghèo, thì có một số người xấu lợi dụng cơ hội để mà làm những cái điều mà mình không thể nào chấp nhận được. Họ không phải là những người túng thiếu thời điểm bây giờ đó, mà một gia đình đã 4 người vô lấy luôn. Cái mình thấy khó chịu thiệt chứ. Mà những cái người mà dù như là người ta cần thiết, những người mà không có khả năng đi làm được, rồi những người bán vé số già, hoặc là những người ăn xin, người ta cần những cái đó. Những người đó là người ta có đủ tiền để họ sống qua ngày thôi. Bây giờ họ không làm được gì hết, là họ không có cơm ăn, không có một chút gì hết thì để dành cho người ta. Chứ mà đi làm những cái điều như vậy, quý vị họ xem đi, cái video. Họ đi xe máy cũng xịn, rồi cả gia đình 2-3 người con, 2 vợ chồng. Vậy mà đứng xếp hàng là bắt con đứng góc, chồng đứng góc, xếp hàng hết, dành hết nguyên cái đường của người ta. Đó. Bên Mỹ này nó con nít đó, nó được giáo dục trong trường rất là tốt. Nhưng mà ai có phần người đó, chỉ một phần thôi, không có lấy phần thứ hai. Giống như đi xin kẹo đó quý vị, tới cái mùa đi xin kẹo là chạy tới mà xin, người ta để thao kẹo bự bự vậy nè. Thì mấy đứa nhỏ cũng như bé Gia Linh là chỉ lấy một cái thôi. Mặc dù chỗ đó không có người. Lấy một cái thôi chứ không có lấy nhiều. Cái nhiều khi giả bộ hỏi, ủa sao con không lấy nữa, con lấy ít vậy. Nói vậy con chừa cho mấy bạn khác, chừa cho mấy em. Giống như là thức ăn free mà ở trường phát cũng vậy. Thì lúc thời gian đầu Hồng Loan có hỏi con có muốn mẹ tới trường lấy đồ ăn cho con không. Thì Linh nói thôi con có đồ ăn của mẹ rồi, con để lại cho mấy bạn mà nhà nghèo không có đồ ăn, mấy bạn đó ăn. Và vào thời điểm này là nước Mỹ là đang khuyến khích mọi người chúng ta đi ra ngoài phải đeo khẩu trang ha. Nếu như mà quý vị mà không có khẩu trang á, thì Loan với Lộc đưa cho quý vị xem những cái hình ảnh này. Có thể chúng ta làm một trong những cái khẩu trang đó, chúng ta áp dụng mỗi lần mình đi chợ nha quý vị. Cái hình này là ông này ông trang bị dữ dội mà đeo cái bộ đồ của người nhái hả? Nhưng mà cái ống thở cũng bịt lại luôn. Còn cái bà này, bà đội nguyên một cái bao ni lông hả? Bao ni lông để mắt kiến vô nữa. Ôi trời, vậy sao thở trời. Rồi cái hình này này. Chắc này chắc là vợ chồng quá, hai ông bà già. Có ai dám đeo khẩu trang giống vậy đi ra đường không nè? Rồi, nguyên một cái thùng hả? Thùng... Cái thùng, cái container đựng đồ đó, cái thùng nhựa đó. Rồi, kiểu này hả? Cái bát chắc này ăn cũng nè, hay nó quá có nè. Vitamin C nè. Đó, vừa thở được mà vừa có vitamin C. Nửa trái cam ập lên luôn. Rồi cắt cái này, cắt hình cái chai hả? Cái chai. Cái chai ập lên đại vậy, nó không cần làm gì hết. Rồi, trời, cái này bánh tre, xứ bánh tre. Bánh tre sử dụng cái này, được nè, gáo dừa nè. Cái này gì đây? Cái bao ni lông thôi, cái bao mà xách đồ ăn đó. Ông lấy hai cái quai, ông bóp vô lỗ tai. Bóp vô lỗ tai vậy thôi. Hay quá. Hay quá. Kiểu này là an toàn nè. Trời ơi, sao ông bịt bao ni lông hết trơn vậy, sao ông thở trời. Không biết sao ông thở được hay á. Cái này mặc áo mưa. Áo mưa, rồi đeo cái đồ người nhái. Người vô. Nhái với cái bộ mà filter ở dưới chân kìa, nhìn ở dưới chân kìa. Dưới chân mang bao rác hả? Bao rác. Cột hai bao rác, trời kỹ quá hả? Đây là cũng một cái bao ni lông sắp lên bát nữa nè. Kiểu này được rồi nha. Kiểu này đi Halloween là... Giống Halloween quá. Này gì vậy? Trời ơi. Kiểu này cái gì vậy? Không biết nữa. Chắc cái loại nón mà nón chống nón, lạnh á. Đeo trùm vô cái mặt luôn vậy đó. Giống như là... Ninja. Đấy, cái này cái đồ rửa chén. Đồ rửa chén. Cái này đúng luôn nè. Đó, trời ơi, chơi nguyên bộ luôn ha. Bộ này của người nhái hả? Bộ người nhái mà có luôn ống thở luôn rồi sao, đeo sau lưng đó. Ồ, hay ha, mấy cái bình oxy này là oxy người ta này. Kiếm đâu ta? Thì bây chỗ giờ... mà người nhái đó. Ồ, mấy cái này là có thể trợ giúp cho người bệnh được nè. Thì thở oxy đó, cái đó. Này thở được khoảng như là 1 tiếng đồng hồ á. Mấy cái này kiếm ở đâu ha?
Hay quá, rất là nhiều sáng kiến. Vừa rồi Hồng Loan có giới thiệu quý vị mà mấy hôm nay ở nhà đó, anh Hiếu của Hồng Loan thì có may cái khẩu trang á, là hồi hồi trước Hồng Loan có chỉ quý vị là mình may 4 lớp, thì bây giờ đó thì mình chỉ cắt 2 lớp lớn như vậy thôi, và 2 lớp á, là nó ngắn hơn để mà chúng ta ráp, khi chúng ta ráp lại thì nó giống như là một cái túi vậy nè quý vị. Đó, giống như cái túi. Thì Hồng Loan đi mua cái vacuum filter mà Hồng Loan có nói với quý vị mấy ngày trước HEPA đó. Cái HEPA đó thì Hồng Loan cắt từng miếng, Hồng Loan sẽ bỏ vô trong đây. Mỗi lần chúng ta sử dụng xong thì chúng ta lấy cái miếng đó ra, chúng ta có thể sấy khô, xịt khử trùng và sấy khô để chúng ta xài cho lần sau. Còn cái này thì mình giặt lại, mình có thể ngâm nước muối, nước nóng với muối, rồi mình sấy, bỏ vô máy sấy, sấy khô mình sử dụng lại. Đó, rất là tiện. Và có cái filter đó thì nó sẽ tốt giống như là cái N95 vậy thưa quý vị. Nó có chống khuẩn cho tới 99,97%. Đó, cho nên chúng ta yên tâm khi chỉ cần sử dụng cái khẩu trang đeo ở nhà thôi, tự làm thôi mà cũng vẫn tốt. New version. Hey, new version. Đời sau nè. Còn bữa là mình là cái đời đầu. Yeah. Đời sau thì nó nhiều cải tiến hơn ha. Như 4 ôm lớp, mặt hơn nữa. 4 lớp thì 2 lớp á, là mình may bình thường. Và cái lớp này á, thì mình may ngắn thôi để mà mình nhét cái kia vô. Nhưng mà cái này Hồng Loan làm coi như là 3 lớp thôi à. Là coi như cái ngắn này nè, nó có 1 lớp thôi quý vị. Là nó có cái túi để mình bỏ vô. Ha, mình bỏ cái miếng đó vào. Yeah. Chia sẻ với quý vị một chút nha. Quý vị nào muốn biết may khẩu trang thì hãy xem cái video cũ của Hồng Loan và kết hợp thêm cái phần này vô để chúng ta có những cái khẩu trang thật là tốt cho gia đình sử dụng mỗi khi đi ra ngoài. Hôm nay thì cũng được tâm sự với quý vị nhiều chuyện, nói chuyện vui vui ha, không có chuyện buồn nha. Hôm bữa hứa hôm nay làm rõ ràng. Ok, Hồng Loan mong rằng một tuần lễ sau khi mà mình nói chuyện với nhau á, thì mình sẽ nói đến những điều toàn là những điều tốt đẹp không. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của lần sau. Tạm biệt quý vị.